Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và ngày mai đã là ngày thứ sáu cuối tuần. Vâng, mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ điểm tin vòng quanh thế giới và chúng ta sẽ quay trở lại những điểm nóng toàn cầu trong 24 giờ qua. À, hay đến với một nơi mà lâu lắm rồi rất nhiều quý vị cứ hỏi uh, tin tức ở đây dạng này nó như thế nào thì bây giờ quý vị đã có một cái tin nó khá là sốc quý vị ạ chúng ta không bao giờ hết ngạc nhiên về đất nước Argentina đặc biệt là dưới thời của Javier Milei đúng không ạ gọi là một tay chơi dạng như các cái ngôi sao nhạc dốc còn gọi bằng cụ về mức độ nổi loạn và sau khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã đuổi một nửa nội các dẹp một nửa số bộ ngành rồi quyết tâm đưa đồng đô la mỹ trở thành đồng tiền của đất nước và rút argentina ra khỏi khối brick đang có thể nói rất xôm tụ chả ảnh hưởng gì đến thời cuộc và tất nhiên rồi thì tất cả những điều đó không phải là do Argentina làm, đúng không quý vị? Mà ông chỉ là một cái nhân viên được cử đến để mà thực hiện công việc của đất nước à, dưới một bàn tay à, nhèo nặn từ thế lực ngoại bang mà thôi. À, hành động ngày hôm nay có thể cho thấy điều đó nét nhất. Ngày hôm qua thì tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, um, à, Liên Hợp Quốc đã thông qua gần như tuyệt đối, tuyệt đối số phiếu ủng hộ dành cho... À, bằng để tôi đọc nguyên văn Uh, uh, việc bỏ phiếu gỡ bỏ cấm vận uh, của nước Mỹ đối với Cuba. Đấy. Và quý vị có thể biết không là trong toàn thể 187 nước, à 189 nước, à không 190 nước thì một nước vắng mặt để xem nước vắng mặt là ông nào là ông Moldova còn lại thì chỉ có hai nước chống đó là nước Mỹ và nước Israel đúng không ạ như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy Israel thì không nói làm dù gì rồi. Đến Ukraine lần này họ còn không bỏ phiếu chống. Thế thì chúng ta biết rằng là thứ nhất là người Mỹ sẽ không buông. Và tất nhiên rồi, người Israel rồi. Thế như cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy là Argentina thì đã bầu phiếu đồng ý đúng quý vị. Đấy, màu xanh lè kìa, ngay đầu kìa. Như vậy là gì? Có nghĩa rằng Argentina, đại sứ của họ Liên Hợp Quốc đã bầu để mà gỡ bỏ cái lệnh cấm vận tàn ác chống lại người dân Cuba. Đấy. Thế thì cái câu chuyện nó có gì để đáng nói? Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì uh, cái người bộ trưởng ngoại giao của Argentina đã chính thức bị sa thải. Và có thông tin cho biết rằng là uh, những cái đồn đoán ban đầu thì người tôi chưa kịp đồn đoán xong thì uh, có thông tin là đại sứ Argentina từ Mỹ bay trở về để thay làm chức bộ trưởng ngoại giao cho người vừa mới bị sa thải. Thì có thể đi tới một cái kết luận mà nhiều người đồn đoán, đó là Argentina đã bầu phiếu thuận cho việc là gỡ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba. Đấy, và đã khiến cho có mỗi Israel và nước Mỹ trở thành hai quốc gia duy nhất chống lệnh cấm vận uh, gỡ bỏ lệnh cấm vận và như vậy là làm hình ảnh rất khó coi bởi vì nó mang đặc thù cái tính gọi là mang cái 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 tính 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 thiên vị đúng không ạ? Tính kẻ thù và cố tình bóp chết Ukraine uh, Cuba và đáng lẽ ra thì với những gì uh, phải làm thì ông Milley phải um, chỉ đạo cho ông ve để bầu chống chứ đây lại là bầu thuận xanh lè và như vậy làm mất mặt quyền lăng của nước mỹ đúng không ạ và như vậy là ông bộ trưởng ngoại giao đã bị cách chức rồi người uh, bộ uh, không phải đại sứ quán của argentina từ mỹ đã cấp tốc nhận lệnh bay trở về để thay ông bộ trưởng đó Vâng, quá tồi tệ quý vị ạ. Phải nói thực sự đây là một cái mà tôi không thể nào tưởng tượng nổi. À, tại sao cái chính phủ của ông Javier nó lại trở thành ong ve một cách nó phô diễn cho bản dân thiên hạ thấy. Đúng quý vị? Nó cố tình để làm chứ nó không cái kiểu như là ra vẻ ta đây là tôi sẽ chống Cuba. Bởi vì tôi là ong ve của Mỹ. Đúng quý vị? Cố gắng làm điều đó. Thật là tồi tệ. Vâng, tôi nói rằng không thể tin nổi Bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi quý vị ạ. Thực sự họ đã làm một cái điều quá tồi tệ như vậy. Đúng là ông ta là một ngôi sao nhạc dốc đúng không ạ chứ không phải là một uh, uh, tổng thống không ai hành xử như vậy ít nhất thì cũng phải có một cái sự tham vấn một cái gì đó về rồi tìm cái uh, một cái cớ nào đó ví dụ như là dạo này ông uh, đẹp trai thì bây giờ ông không phù hợp với lại vị trí bộ trưởng ngoại giao nữa thế thì bây giờ chúng tôi cho ông về vườn để ông đi tán gái đúng không ạ một lý do ất ơ nào cũng được, chứ làm sao mà có chuyện lại tự nhiên là bây giờ đi đuổi người ta vì việc người ta đã làm một cái việc là thực hiện công lý cho nhân dân Cuba. Và và sau đó thì cũng liên quan quan đến Argentina, thì chính phủ nước này đã à, mua lại những cái tờ tiền, à, 1.000 tờ tiền, 2.000 peso đến từ Trung Quốc. Chúng ta cũng biết rằng là chắc là Trung Quốc cũng giữ tiền Argentina vì chuyện này chuyện kia. Câu chuyện là sao? Câu chuyện thì uh, gần như Argentina đã quay lưng lại với những cái đồng peso của mình và sau đó chính phủ Trung Quốc thông qua một cái phiên uh, gọi là đấu giá thì đã mua một số lượng lớn tiền peso. Thế nhưng bây giờ trong nước ấy, thì lạm phát nó đã tăng lên 209% trong tháng vừa qua và những bây giờ thì họ không thể in tiền được nữa và những người uh, dân về hưu ở Argentina bây giờ đang thiếu tiền để trả cho nên bắt buộc họ phải mua lại những cái đồng tiền đó họ không biết là mua bằng cái gì uh, để mà trả cho những cái người uh, hưu trí đấy. Còn lần cuối chúng ta nghe thông tin về Argentina đó là quá nửa dân số đúng không ạ ở quốc gia này đã sống trong cảnh dưới mức nghèo khổ như vậy thì đích thị rồi đúng không ạ đích thị rằng là cái ông tổng thống này vâng là đại diện của một thế lực ngoại bang rồi chứ không phải là người tổng thống vì nhân dân nữa đặc biệt là với cái hành động xấu xa cuối cùng vừa trên thì tôi thấy rằng ông ấy đã làm cho uh, dân argentina xấu mặt thật vâng nhưng mà phần còn lại thì chúng ta phải dành cái lời ngợi khen cho người đại sứ của argentina tại liên hợp quốc đúng không ạ có lẽ là ông ta cũng chịu sức ép chứ không thể nói rằng là ông Javier Mile chưa gọi điện cảnh báo rằng là ông dám bầu cho Cuba thì ông sẽ mất chức đúng không, quý vị, hoặc là sếp của ông ở nhà bộ trưởng ngoại giao mất chức, hoặc là cơ bản là ông ấy truyền lệnh cho bộ trưởng ngoại giao nhưng bộ trưởng ngoại giao đã quên hoặc là à, gọi điện nhưng mà không ép được đại loại như vậy. Bởi vì thực sự làm cái điều đó mà Achean bầu phiếu đỏ vào đó thì thực sự là nó là một cái vết nhơ cho lịch sử. Uh, ngoại giao của nước này. Nhưng mà thôi cũng may là bây giờ bao nhiêu tội vạ thì tất nhiên ông bộ trưởng ngoại giao đã về vườn rồi. Nhưng mà tất cả những gì mà đen tối nhất thì ông tổng thống ông sẽ gánh hết. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với các vị trí lòng vòng trước Argentina, Algeria đi, theo bảng chữ cái ABC. Uh, Algeria như vậy là không hiểu rằng là những ngày gần đây thì quan chức của hai quốc gia nga algeria đã đi lại như thế nào mà ngày hôm nay người ta đã phát hiện rằng trên đường phố của thủ đô algeria đã thấy những cái hệ thống iskander của nga lần đầu tiên xuất hiện tại quốc gia này và đã sơn màu cờ sắc áo của algeria để nói rằng hệ thống iskander là một hệ thống mà dường như là hình như là putin đã chưa hề bán cho ai hoặc là bán cho ai đó nó rất là tuyệt mật hoặc là rất tuyệt ra ở tuyệt hảo đúng không ạ thế nhưng mà lần này thì đã bán cho Algeria cho thấy rằng cái vai trò của Algeria rất quan trọng trong các cấu trúc an ninh của người nga và đây sẽ là một trong những cái vâng với việc là nước nga bán cho Algeria cái vũ khí này thì có thể nói rằng là nước nga và một vài các quốc gia ở trung đông châu phi đã hình thành lên một cái hệ thống để vâng Bảo vệ châu Âu, châu Phi, đúng không, quý vị, nằm trong cái hỏa lực gọi là vành đai hỏa lực, đấy, của các cái quốc gia thân Nga. Và điều này cũng nói lên một cái sự rất là thân cận của Algeria với lại nước Nga. À, thời gian gần đây, chúng ta còn nhớ đúng nhỉ, hình như là Algeria nằm trong danh sách 13 nước đối tác của BRICS, như hôm nọ chúng ta đã phỏng đoán và sau trành sự thật, đúng không, quý vị, nếu mà còn nhớ không nhầm. Và Algeria tất nhiên rất quan trọng với nga rồi. Bây giờ thì họ còn giáp mấy cái quốc gia rất là hot, Maroc đấy, thì vừa ký hợp ước an ninh với lại Azerbaijan. Azerbaijan thì đi theo kèo của Israel. Israel thì có căn cứ quân sự tại Maroc, mà Ma ở ngay khu vực phía bắc cửa ra vào của mũi Gindata. Như vậy thì Algeria ngay cạnh Maroc thì Maroc chắc chắn cũng khóc thét đúng không ạ? Libya thì rất quan trọng đối với Nga, Ai Cập cũng thế. Ba quốc gia phía dưới Mali, Niger, Burkina Faso cũng vậy. Và và các quốc gia như Boritani đợt vừa rồi cũng đến tham dự BRICS và là cái quốc gia cuối cùng chắn cửa ngõ của sa mạc Sahara đúng không ạ? Ra bờ biển Tây Phi. Như vậy thì cái cái chìa khóa của nó nằm ở Algeria, đấy, thực sự đây là một quốc gia lớn, tiềm năng quân sự mạnh, kinh tế khá đúng không ạ? Và nói chung là một cường quốc của châu Phi đấy. Và họ đang trấn thủ cái khu vực Địa Trung Hải và phía nam của châu Âu đúng không ạ? Nếu mà để nói nhìn vào chúng ta thấy rằng là Algeria chính là một cái quốc gia mà các quốc gia châu Âu phải lo lắng nhất. Đấy, họ nằm có thể nói là chĩa mọi thứ về phía châu Âu. Và kiểm soát con đường ra vào của địa trung hải, đúng không ạ? Rất quan trọng. Thông tin uh, sốc tiếp theo đó là Triều Tiên hôm nay đã bắn một quả tên lửa. Nhưng mà lần này họ đã bắn quả tên lửa đạn đạo, quý vị ạ, về phía đông, đấy, và tức là khu vực biển Nhật Bản đấy. Uh, quan chức của Nhật Bản cho biết rằng là quả tên lửa này không hiểu là nó có đột phá công nghệ gì, mà nó đã bay được trên bầu trời tới hơn một tiếng đồng hồ, mà là một cái tên lửa vượt đại châu đấy như vậy thì có nghĩa rằng về mặt uh, di chuyển thì công nghệ tên lửa của triều tiên nó đã đạt đến cái tầm cỡ gọi là đẳng cấp thế giới rồi không biết nó nổ nước như thế nào thôi nhưng mà có nhiên liệu uh, mới đúng không ạ công nghệ mới thế nào đó và tên lửa nó đã bay được rất xa bay rất lâu và cuối cùng thì nó cũng đã rơi xuống cái phần nào đó của phía uh, tây của nước nhật vâng phía tây nếu tôi đoán thế thôi còn nếu một tiếng rưỡi hơn một tiếng như vậy khéo không khéo nó bay lên trên quỹ đạo và nó bay qua nước nhật rồi nó rơi về phía đông cũng không biết chừng đúng không ạ đấy, cái đấy thì tôi cảm giác như vậy thôi nha quý vị nhé, còn chúng ta sẽ kiểm tra sau à, những cái tên lửa chiến thuật thì nó sẽ ở đây là chắc rồi nhưng mà lần này tên lửa chiến lược đúng không ạ thì nó sẽ bay được trên qua trên cái tầng khí quyển ấy về phía Hàn Quốc, Nhật Bản thì họ cũng chỉ đưa ra thông báo như vậy và chưa có bất kỳ một cái biện pháp phản đối đáp trả nào. Còn ở nước Mỹ thì Bộ Quốc phòng thông báo rằng là nước Mỹ sẽ bảo vệ Nam Hàn Quốc với tất cả các loại vũ khí mà trong đó có cả vũ khí hạt nhân nữa. Còn ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thì đại diện của thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc trong một phiên họp liên quan đến tình hình ở Ukraine của Hội đồng Ban Liên Quốc đã nói rằng những hành động của nước Mỹ và đồng minh của mình đã gây ra một mối đe dọa lớn nhất đối với lại an ninh thế giới. Đấy. Còn về chính phủ Nhật Bản, tuy chưa có phản đối gì, nhưng đã ngay lập tức triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để à, bàn thảo về các vấn đề thử vũ khí tên lửa của Triều Tiên. Chắc là lần này họ quan sát thấy vũ khí Triều Tiên nó nó dọa người quá, đúng không ạ? Cho nên họ phải họp gấp ngày hôm nay thì bà bộ trưởng ngoại giao của triều tiên cũng đang có mặt ở nước nga à, và um, kết thúc cái phiên làm việc gì đó họ đã ra một cái tuyên bố chung chung đại loại về cái sự hợp tác của hai quốc gia trong nhiều lĩnh vực trong đó các lĩnh vực truyền thông công nghệ thông tin phát triển uh, ứng dụng số chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực uh, an ninh mạng phát triển phần mềm trí tuệ thông minh nhân tạo và các cái hạng mục phát triển công nghệ cao khác Đấy, như vậy là không đề động gì đến vấn đề quốc phòng đúng không ạ? Bởi vì nó nhạy cảm. Thế nhưng chúng ta có thể thấy rằng là nước Nga sẽ bơm cho Triều Tiên rất nhiều công nghệ lần này, không chỉ công nghệ dân dụng đúng không ạ? Mà còn công nghệ quân sự nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái phần quân dân sự ở đây nó rất nhiều. Như vậy rõ ràng là trong thời gian tới Triều Tiên sẽ có những cái nền tảng đó là tài nguyên thiên nhiên của nước Nga và công nghệ của nước Nga để phát triển đất nước của mình với lại cái sự chăm chỉ đúng không ạ và máu lửa của đất nước của họ chắc chắn nó sẽ đổi đời chỉ riêng mỗi cái việc sản xuất ra để bán cho người Nga thôi thì Triều Tiên cũng đã không cần phải lo để tìm đến thị trường rồi và, và thông số mới nhất của vụ phóng tên lửa đó thì họ theo Bộ Phú Quốc phòng Nhật Bản tên lửa đã được phóng lên là một tên lửa vượt đại châu Tầm bắn, tầm hoạt động đã lên tới 1.000 km ở cao độ 7.000 km. Vâng, như vậy là cao độ 7.000 km thì hơi ấy nhỉ? Làm gì mà cao thế hả, quý vị? <laughs> như vậy thì nó cao hơn cả tầng quỹ đạo khí quyển cái kia à? Còn 1.000 km thì như vậy là nó đâu đó nó cũng vượt qua cả hướng này đúng không quý vị? Vâng, không, có lẽ là nó vẫn còn ở đây. Vâng, tôi không dành về cái diện tích ở đây lắm. Cơ bản thì vâng, cũng không quan trọng. Nhưng cái điều chúng ta để ý là 7.000 km thì trên tầm cao độ là một cái độ cao khủng khiếp đúng không quý vị? Không thể tưởng tượng được. Vâng, và, và tên lửa đã bay được 86 phút và một quãng thời gian dài nhất đã được từng được ghi nhận từ phía Nhật Bản về các vụ phóng Triều Tiên. Vâng, cũng ở cái khu vực này thì uh, Trung Quốc uh, hôm nay họ cũng đã phóng tên lửa Thần Châu 19 đưa lên uh, quỹ đạo của trái đất thành công và trong đó thì uh, mang theo ba um, nhà du hành vũ trụ lên đến nơi thì mỗi mọi người vẫn còn sống và sức khỏe tốt sau đó thì họ được thực hiện những việc liên quan đến kỹ thuật là lắp ráp với mô đun này rồi chạm uh, vũ trụ kia vân vân thành công Nói chung là cái bối cảnh của thế giới hiện nay ấy thì đúng ra chỉ còn đúng Trung Quốc là còn đủ tiền đủ lực để mà chạy đua vũ tra vũ trụ thôi. Chứ còn Mỹ thì bây giờ không phải không đủ mà cơ bản là cái thế giới ngầm thì nó chả quan tâm gì đến chuyện vũ trụ. Đúng ạ. Nó chỉ quan tâm là tháng này nó kiếm được bao nhiêu tỷ đô thôi. Để nó ôm xuống nghĩa địa đúng không, quý vị. Bởi vì cái bọn thế giới ngầm thì nó toàn 6, 7, 8 chục hết rồi. Chả mấy chốc mà nó cũng ra đi. Không biết là mấy ông đấy ông có biết được rằng là khi xuống dưới đấy thì phải để lại tất cả các loại vali hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại khu vực Châu Âu với những bản tin ngắn như vậy là hôm nay Liên Minh Châu Âu đã đưa ra một cái thông báo, đấy, trong đó thì họ nói về những cái sự sẵn sàng của các quốc gia mà trở thành đối tác cũng như trở thành thành viên của Liên Minh Châu Âu. Trong đó thì khá là ngạc nhiên khi mà Ukraine đang đứng đầu tiên à, với việc là đã hoàn thành 95% mục tiêu à, do EU à, gọi là gợi ý và trở thành ứng cử viên xuất nhắc sắc nhất trong việc gia nhập Liên minh châu Âu, mặc dù quốc gia này thì có mới à, đăng ký ra EU được một thời gian ngắn thôi. Còn ngay sau đó là Moldova và 90% ở vị trí thứ hai. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì mặc dù là đã đăng ký hàng nhiều năm nay nhưng mà đứng vị trí bét với 5% sẵn sàng gia nhập. À, Georgia ở vị trí bét từ dưới lên với A à, nhì, thứ nhì từ dưới lên với 49% và Serbia thì cũng ngay gần đó với 51%. Nói tóm lại thì chúng ta thấy là gì? Hai cái ông Moldova và Ukraine thì à, đang có biến Uh, và vừa mới đăng ký gia nhập EU thôi nhưng mà đã đạt được 95 90% rồi. Còn mấy bố kia chờ đến gần chục năm nay thì mới đạt được có 50%, còn ông thổ nhĩ kỳ thì thậm chí chỉ có được có 5% thôi. Như vậy rõ ràng Liên minh châu Âu bây giờ cũng trở thành một cái showbiz rồi, đúng không ạ? Vâng, cái điều này thì tôi thấy rằng là thế giới phương Nam cần phải vỗ tay bởi vì hãy để Liên minh châu Âu nhập hai cái ông gọi là con nợ đấy về để xem là tàu Titanic nó chìm nhanh hay là chìm chậm hơn. Và như vậy lại thêm một cái hành động nữa, đúng không ạ? Cho thấy cái Liên minh châu nó đã nó đã làm những cái việc mà không phục vụ lợi ích của Liên minh châu Âu. Chứ chả đời nào mà người ta lại đi, người ta trèo kéo các cái quốc gia đang có chiến tranh xung đột như thế, nợ lần chồng chất như vậy để mà vào Liên minh châu Âu vốn là một cái liên minh về vấn đề kinh tế thịnh vượng rất là nhiều. Như vậy chắc chắn là có phải thế lực đằng sau nó ghê gớm lắm mới được như vậy thì người ta mới có nhu cầu tự sát như vậy. Cũng ở châu Âu thì ngày hôm nay uh, uh, Hungary đang rất bức xúc bởi vì đồng thời cả NATO lẫn uh, Ủy ban Châu Âu, Ủy ban của Liên minh Châu Âu, tức là chỗ bà Ursula von Leyen đấy, thì đang đều có những hành động mà nhắm vào quốc gia này một trên một cái quy mô lớn và sâu sắc chưa từng có. Đầu tiên thì uh, NATO đã nói rằng họ đặc biệt quan ngại với việc là Budapest tức là Hungary đang càng ngày càng gọi là vun đắp cho mối quan hệ với Moscow và Bắc Kinh, Đấy, và nó đi ngược lại cái cách tiếp cận của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Rồi ngày hôm nay thì họ đã mời đại diện của Hungary tới đại sứ quán của Mỹ tại Budapest để thảo luận về vấn đề kể trên. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng thì đại diện của Hungary đã quyết định tẩy chay cái sự kiện và không đến. Còn sau đó thì chính thủ tướng Viktor Orbán đã rất bức xúc khi nói rằng là ở Liên minh châu Âu, người ta đang tiến hành một cái kế hoạch nhằm dựng lên một cái chính quyền mới để thay thế cho ông Viktor Orbán, một cái người có tư tưởng uh, xích lại gần bên Nga hơn và đã năm lần bảy lượt kỳ đà cản mũi Liên minh châu Âu. Bây giờ thì các bà ấy đã chuẩn bị những cái ứng cử viên để thay thế những kế hoạch này kế hoạch kia rồi. Đại khái sẽ có một cái cuộc cách mạng màu à, nhân nhóm ở trong lòng quốc gia Hungary này. Slovakia, một quốc gia hàng xóm của Hungary, cũng là một quốc gia mà có tư tưởng gọi là thân với Nga hơn các quốc gia khác. Cùng với Hungary, thì hôm nay cũng tuyên bố rằng họ trở thành quốc gia mua nhiều hàng hóa nhất của nước Nga ở liên minh châu Âu và Slovakia đã đạt mức kỷ lục trở thành người mua hàng lớn nhất của Liên minh châu Âu vào tháng 8 này. À, theo tính toán từ cơ quan thống kê của châu Âu thì quốc gia EU này đã tăng những khoản nhập khẩu sản phẩm đến từ Nga 2,1 lần tới mức độ 321 triệu euro vào cuối mùa thu năm nay, mùa hè năm nay. Ở vị trí thứ hai là nước Ý với chỉ thua kém có 1 triệu euro mà thôi, đạt mức 320 triệu euro và vị trí thứ ba không ai xa lạ đó chính là Hungary và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ba cái quốc gia này ấy là ba quốc gia mà có cái thái độ đúng không ạ chống nga một cách hời hợt nhất Đấy, thậm chí như là Slovakia và Hungary thì còn thân nga còn ý thì chống hời hợt bởi vì chúng ta cũng biết ấy, ý thì họ có một cái lịch sử truyền thống khá thân thiết với nước nga Đấy, và đến cái thời của ông Berlusconi thì còn là bạn của tổng thống Putin À, và cơ bản đầu tiên chúng ta thấy rằng ý với lại nga thì là hai cái nước mà tây âu đấy với lại nga là thân cận nhất cái tình cảm mà thân nga nước ý nó rất là cao các cái vấn đề văn hóa nghệ thuật của hai quốc gia này nó khá tưởng là nó không có cái gì tương đồng nhưng mà nó lại khá có cái điều tương đồng và họ khá đồng cảm với nhau chỉ có cái chính phủ bây giờ thì chắc chắn là họ không được phép để yêu nhau mà thôi đúng không ạ cách đó vài hôm thì thủ tướng robert fico sau khi đã nhận những cái tín hiệu rằng ông đang bị ám sát lần ba hoặc là sự dọa dẫm ám sát vẫn bất chấp nói với quốc hội quốc gia rằng là ông ủng hộ việc khôi phục hoàn toàn quan hệ với nước nga và ông muốn xây dựng một mối quan hệ cân bằng với Moscow đồng thời là năng nặng đòi đến dự lễ chiến thắng ngày 9 tháng 5 năm 2025 sắp tới ở quảng trường đỏ Moscow. Không biết như thế nào nhưng mà tôi thấy Robert Fico là một cái con người rất là khí chất đúng không ạ? Viktor Orbán cũng là một người như vậy chưa biết họ làm đúng hàm sai như thế nào, nhưng mà rõ ràng họ lo cho quyền lợi của quốc gia, của đất nước và người dân. Thứ hai đã nói là làm, và bất chấp những cái nguy hiểm, cả hai ông này thì đã bị rình dập từ lâu rồi. Và đặc biệt Robert Fico thì còn gần như là đến là uh, trở về từ cõi chết khi ăn một đống đạn vào người, đúng không ạ? Vâng, còn trong khi đấy thì ở nước Đức người ta đang quan sát thấy uh, những cái thống kê uh, mang tính chất lại là kinh hoàng. Đấy, trong đó số lượng của... Công nhân ở nước Đức thì đang tăng thế nhưng mà cái số lượng cái cái tỷ lệ mà thất nghiệp do quá trình phi công nghiệp hóa đang tăng tốc của nước này thì cũng tăng rất nhanh đạt tới mức độ 6% 6% là mức gần như là mức nguy kịch cho quý vị 7% nhé Nếu mà thất nghiệp 7% là người ta nói rằng cái cái ngưỡng đấy nó rất khả năng nó có xảy ra biến ấy, chính biến đấy Thế nhưng ở nước Đức bây giờ đã 6% rồi và 6% này nó lại không bao gồm 5,5 người thất nghiệp lâu dài từ lâu và đang sống theo cái trợ cấp xã hội. Và như vậy thì cái tỷ lệ thất nghiệp thực tế của nước Đức nhiều người dự đoán nó không phải là 6% mà thực tế nó là 18%. Và như vậy nước Đức thực sự đang bị nướng chín và và có lẽ là với những cái uh, vụ đóng cửa mấy cái nhà máy Volkswagen uh, ngày hôm qua đấy, đúng không ạ? Với việc biểu tình của công đoàn ngành luyện kim rồi ngành năng lượng đường tàu gì đó, thì chắc là nước Đức cũng chuẩn bị xảy ra những cái gì đó rồi, tôi cảm nhận là như vậy. Và còn ở Hungary thì chính phủ nước này đã ban bố một cái um, quốc tang kéo dài 3 ngày sau khi ngày hôm qua, hôm kia, thì một cái một cái cái, cái cái trận mưa kỷ lục đã khiến cho thành Valencia của đội bóng Valencia đấy đúng không ạ? bị nhấn chìm trong một cơn gọi là hồng thủy. lũ lụt kéo dài mấy ngày xe xiếc trôi lềnh bềnh trong thành phố. Và đến ngày hôm nay thì số người thiệt mạng đã lên tới 95 người rồi theo thông tin báo đài địa phương có lẽ là rất nhiều người uh, trong số này là người già bởi vì tôi nhìn thấy thì trong cái nhà dưỡng lão ấy uh, mà nước nó cứ ngập ngang người ngang ngực các cụ thôi các cụ thì đang ở trong xe đẩy hết rồi Và còn lại thì cả thành phố gọi là màu trắng xóa các cái con đường trở thành các dòng sông và có thể nói là xe cộ gọi là nó toàn bơi ngửa bụng hết tức là xe xiếc bây giờ toàn tập bơi ngửa thôi khủng khiếp thật tôi không nghĩ rằng là cái vùng Tây Ban Nha như này quanh năm khí hậu gọi là mát mẻ, đúng không ạ? Nồm nam gió thổi hướng về tận uh, Địa Trung Hải này mà lại hứng chịu một cái trận mưa kỷ lục mà thành Valencia nó lại sát bờ biển như này, đúng không ạ? Mà lại lụt như vậy, Và quá dã dạ man. Và chúng ta sẽ kết thúc phần bản tin với một vài thông tin liên quan tới tình hình Trung Quốc Ấn Độ. Và có vẻ hôm trước chúng tôi đã nói về vấn đề. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này phải nói là một cái chiến thắng cực kỳ lớn đối với nước Nga. Khi mà họ đã uh, tạo được một cái sự kiện có thể nói rất là chấn động, một sự kiện tồn động mà hai cường quốc Trung Quốc Ấn Độ đã mất bao nhiêu năm nay không có một cái uh, đại khái là bị chạm tới cái thắt nút cổ chai đúng không ạ, không giải quyết được. Thì bây giờ phía Nga nhân sự kiện thượng đỉnh BRICS tại quốc gia của mình không biết rằng Putin đã tác động như thế nào vào hai cái tôi to như là cái núi của ông Thủ tướng moranda cộng với lại ông Chủ tịch uh, Tập Cận Bình. Để mà hai bên ngồi vào những bàn đàm phán và đi tới một cái quyết định rằng là không biết tình hình bây giờ biên giới uh, vùng La Đáp thế nào ở Tây Tạng. Nhưng mà đại khái là bây giờ đóng băng xung đột và rút toàn quân về khu vực đó. Rồi tuần sau thì bắt đầu tiến hành tuần tra chung. Đấy thì... Uh... Đây là một cái bước rất là quan trọng bởi vì thực tế thì chiếm đi chiếm lại một vài trăm mét nó không phải là cái quá quan trọng đúng không ạ Mặc dù cái vị trí phòng thủ đấy thì nó rất là, là 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 đại khái nó là một cái thiên chốt đối với lại an ninh của hai quốc gia thế nhưng mà nó lại dẫn tới một cái việc nhưng mà cái cái yếu tố chủ nghĩa dân tộc ấy dân túy ở trong nước ấy nó lại gây ảnh hưởng tới hai quốc gia lãnh đạo hai nước không thể tìm đến một cái thống nhất chung ấy chứ còn thực ra thì một vài mét đất nó lại không quá quan trọng. Cho nên người ta đã đánh nhau bằng vũ khí, đánh nhau gậy gộc rồi bây giờ đánh nhau bằng tay bo. Thì đến bây giờ nước Nga vào cuộc thì họ mới rút hai bên về giới tuyến của mình. Và coi như là Trung Quốc, Ấn Độ sau suốt 4 năm dòng giã thì bắt đầu đã đạt được cái thỏa thuận đầu tiên. Đúng không ạ? Và họ hai nước đã coi như là đã hết căng thẳng. Nói là ấn là 4 năm thôi, thực tế nó xuất phát từ những năm sáu mấy rồi. Đấy, cho nên câu chuyện nó không đơn giản như vậy. Cho nên là lần này phải nói người Nga đã làm được cái việc quan trọng để giúp thế giới giải quyết được một cái mối bất hòa rất lớn của hai cường quốc trong siêu cường, đúng không ạ? Còn tất nhiên đây là một thông tin rất là không vui đối với lại phương Tây rồi. Bởi vì phương Tây thì à, nằm trong mơ họ cũng muốn rằng là Ấn Độ với Trung Quốc chắc là sẽ không bao giờ có cơm lành canh ngọt cả đúng không ạ? À, thì bây giờ cái việc này nó đã giải quyết rồi ấy thì có thể nói rằng Ấn Độ với Trung Quốc mà nó có một cái sự bắt tay với nhau ấy thì nó sẽ tạo ra một cái thế gọi là trỗi dậy hơn nữa đối với lại BRICS và đại khái là sẽ tạo ra cái thế uy hiếp rất lớn đối với lại phương Tây thực sự là như vậy bởi vì hai quốc gia này thôi chúng ta cũng không nói nhiều đúng không ạ nhưng mà cơ bản nó có rất nhiều thứ để nó có thể phối hợp với nhau mà nếu mà thêm cái mảnh ghép nga nữa thì coi như là tam giác nó hoàn hảo luôn ấy Ngày xưa giờ phương Tây trông cậy vào cái sự dạn nứt của hai quốc gia này thì sẽ không bao giờ nó hình thành được tam giác Nga Trung Ấn. Nhưng mà bây giờ nó đã chốt lại cái này rồi thì nó chưa phải là vĩnh cửu nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái tiền đề để ít nhất trong khoảng độ 5-10 năm nữa nó sẽ không có những cái xung đột lớn, không có những cái gì đó bùng nổ. Và các quốc gia này sẽ toàn tâm toàn ý để hướng về một cái mục tiêu chung là cái thế giới đa cực. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đang có kỷ nguyên chúng ta đang có ba nhà lãnh đạo rất là mạnh mẽ, đó là Putin, Tập Cận Bình và Modi. Đấy, ba nhà lãnh đạo đấy tất nhiên rồi là họ sẽ là những nhà lãnh đạo mà trong cái nhiệm kỳ của mình còn lại của cả ba ông ấy sẽ tạo hứa hẹn tạo ra được những cái sự thay đổi rất lớn đối với lại cái trật tự thế giới mới, đúng không ạ? Vâng, còn những ngày gần đây thì ngày nào trôi qua chúng ta cũng phải ghé qua nước Mỹ một tí quý vị ạ. Hôm nay thì đập vào mắt chúng tôi đó là hình ảnh của Tổng thống Donald Trump lái một chiếc xe tận tải chở rác chuyên dụng của nước Mỹ. Tuy nhiên thì chiếc xe đã được mông má lại để mà sơn màu trắng và có khẩu ngữ Donald Trump ở hai bên hông. À, nhìn chung nó giống giống như một cái xe vip nhưng mà hình thù nó giống như là một cái xe chở rác. Đấy, thế thì cái câu chuyện nó có cái gì ẩn đằng sau cái việc này? Thứ nhất là hôm qua. Tổng thống Joe Biden đã gọi là cái người ủng hộ Donald Trump là rác rưởi thì ngày hôm nay Donald Trump đã đích thân lái một cái xe chở rác, nhưng mà điều gì đằng sau thùng xe quý vị có biết không? Vâng, đằng sau xe rác đó thì không hiểu người ta chế ảnh video hay là người ta đóng thế, nhưng mà một đống rác to tướng ngồi đằng sau cái thùng rác đấy thì là bà Kamala Harris. Có nghĩa rằng là Donald Trump muốn gửi thông điệp cho tới cử tri người Mỹ rằng là ông ấy đang chở một cái xe tải chở rác và rác chính là bà Kamala Harris. còn ngày hôm qua thì ông Joe Biden đã nói thế và ngày hôm nay thì ông Donald Trump đã lẫn mượn thế bẻ măng, đúng không ạ? Đấy, mượn gió bẻ măng để lôi bà Kamala Harris vứt vào trong cái đống rác đó. Còn bà Kamala Harris thì không hiểu là do trí tuệ, trí thông minh nhân tạo hay cái gì mà đang ngồi giữa đống rác kiểm soát kiểm phiếu rác rồi vỡ vẫy tay gọi là chúc mừng người quay phim rất thú vị. Tất nhiên là tôi không thể đăng được rồi bởi vì nếu không thì sẽ bị đập ngay. Còn hiện tại thì uh, liên quan đến cuộc bầu cử thì ở bang Pennsylvania ấy. là một cái bang mà nó mọi năm nó đều quyết định cái vận mệnh của cuộc bầu cử khá nhiều đấy. Thì hiện nay theo thùng phiếu ở đó người ta cho biết rằng bà Kamala Harris đang dẫn 5% số phiếu so với lại ông donald trump còn ông donald trump thì đang đăng cái dòng tít tố cáo rằng là bang pennsylvania đang lừa dối và đã bị bắt quả tang và một cái mức độ lừa dối trên quy mô lớn chưa từng thấy đấy vâng cái thông tin này chúng ta đã biết từ ngày hôm qua đúng không ạ À, còn hôm qua thì chúng ta chỉ biết rằng là ban Pennsylvania thì người ta đã đóng cửa thùng phiếu trước 5 giờ chiều, Đấy, tức là đã sớm hơn so với quy định 2 tiếng đồng hồ. Còn bà Kamala Harris thì trong ngày hôm nay bà ấy đã giải thích về lý do mà ông Joe Biden đã gọi là người ủng hộ Donald Trump là rác rưởi. Bà ấy nói rằng là hãy để tôi giải thích vấn đề này, tôi cực lực phản đối bất kỳ một cái sự chỉ trích nào đối với người dân của chúng ta dựa trên cái việc là họ bầu cho ai nói chung là một bài phát biểu khá là thận trọng của bà Kamala đi đúng không ạ lần đầu tiên tôi thấy bài uh, thông thái và kiên nhẫn như vậy còn liên quan đến các cuộc bầu cử hiện nay thì cơ bản ở trang uh, những cái thăm dò cử tri ấy, thì hiện nay hai ông bà ấy dẫn nhau uh, ở trên Polymaker một trong những kênh chính thì ông Donald Trump vẫn dẫn trước Đấy, bà Kamala Harris nhưng tỷ lệ thì đã thu hẹp hơn so với lại khoảng cách 30% ngày hôm trước. Còn uh, tất cả các cái thùng phiếu thăm dò khác thì cho thấy là sự khác biệt của hai ông bà không đáng kể. Nhìn chung thì đến từ hai thùng phiếu Castly và Polymaker, uh, hai cái thùng phiếu lớn nhất hiện tại dự đoán về tỷ lệ ứng trúng cử, ấy, thì Donald Trump đang có khả năng trúng cử từ 62% cho đến 67%. Còn bà Kamala có khả năng trúng cử từ 33 đến 38%. Đấy, có nghĩa rằng là bà ấy đang theo sau ông Donald Trump khoảng 20%, yếu hơn ở hai cái hai cái uh, uh, bình chọn phổ biến nhất của nước Mỹ về bình chọn uh, dự đoán của ứng viên tổng thống Mỹ nhé chứ không phải là các bình chọn của các kênh truyền thông cánh tả như là tờ CNN hay là các cái loại tờ khác đấy đại, khái đây là hai cái kênh nó chuyên để bình chọn về cái đó còn càng đến các cái thùng phiếu thăm dò các truyền thông cánh tả thì chúng ta thấy rằng là hầu hết ông Donald Trump vẫn là dẫn nhưng mà chỉ tỷ lệ khoảng độ 51-52% thôi Còn một vài các cái kênh chẳng hạn như New York Times chẳng hạn Thì Donald Trump còn bị tụt xuống 48% so với bà Kamala Harris. Còn riêng đối với các nhà cái, tức là các nhà cái cá cược ấy, thì còn một vài nhà cá cược lớn còn đặt Donald Trump thắng ở mức độ 70%, chứ không phải là sau mấy phần trăm nữa. À, như vậy thì cái không khí của những cái chuyên gia phân tích ở nước Mỹ dựa trên những cái kết quả như trên thì họ đi tới một cái kết luận rằng là đảng dân chủ đang cố gắng sử dụng truyền thông cánh tả để thổi phòng cho cái Uh, khả năng chiến thắng của bà Kamala Harris còn thực tế của bà ấy thấp hơn rất nhiều và cái đấy thì chúng tôi cũng không phản đối. Vâng, còn đến khu vực Trung Đông thì uh, sắp tới thứ nhất thông tin đến Iran, Tổng thống Iran uh, Pesikian chuẩn bị xuất hiện tại uh, Moscow nước Nga để ký một cái hiệp uh, định gọi là đối tác chiến lược với lại Iran. Còn chúng ta chưa biết rằng là hai nước này có những cái điều khoản gì với nhau. Chúng ta chỉ biết rằng là rất nhiều nhà phân tích quân sự thế giới đã đi tới một cái kết luận chung là Iran đợt vừa rồi đã đánh chặn rất nhiều đợt tấn công của Israel trong vụ phản trả thù vào ngày 26 tháng 10 vừa vừa qua là nhờ công nghệ phòng thủ của người Nga. Như vậy thì với cái việc như vậy cho thấy rằng nước Nga đang đứng đằng sau Iran một cách cực kỳ là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thì họ mới đưa các hệ thống phòng không hệ thống radar kiểm soát hay như thế nào đó để giúp cho Iran có thể đánh chặn được những đợt tấn công của Israel dẫn tới cái tổn thất rất là thấp thì như vậy rõ ràng là nước Nga và Iran sẽ có quan hệ nó chẳng tầm thường đúng không quý vị nó sẽ rất là sâu sắc đấy thế còn ngày hôm nay ở trên uh, chiến trận thì mặc dù quân đội Israel vẫn tiến được về phía miền nam Liban nhưng mà tốc độ nó cũng khá là rùa bò còn nội các của họ họp hành đã đi tới một cái kết luận rằng là họ đã gần như đạt được cái mục tiêu của họ trong chiến dịch chống lại Hezbollah ở miền nam Liban. Đấy, và bây giờ họ sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận chính trị với lại Hezbollah. Đấy, thì cái điều này rất có khả năng họ nói thật, nhưng mà cũng rất có khả năng để mà chuẩn bị cho một cái cú đánh úp sọt của họ như đã diễn ra đối với lại uh, 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 lực lượng uh, cái gì nhỉ? Hamas đúng không ạ ở Gaza ở cái vùng biên giới Rafah với ai cập đấy. Còn bây giờ liên quan đến tình hình đáp trả hai bên thì truyền thông thế giới đều cho rằng là Iran sẽ chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả và sẽ diễn ra trước thời điểm mà ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đấy. Tổng thống uh, thủ tướng Israel Netanyahu thì đã hoãn cái đám cưới của con trai của ông đến lần thứ hai khi mà lo lắng rằng Iran sẽ đáp trả vào cái ngày đám cưới con của ông còn uh, truyền thông của israel cho biết là chính phủ nước này đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu uh, để mà đánh phủ đầu vào những cái kế hoạch tấn công đáp trả của người iran và thậm chí họ còn đưa ra những cái luận cứ rằng là cái vụ tấn công hôm trước ấy nó như là mũi đốt ấy thì nó chỉ là tấn công đáp trả iran thôi còn cái vụ mà tấn công đáp trả Iran liên quan đến việc Iran tấn công UAV vào dinh thự ông Netanyahu thì họ chưa có đại khái là tính sổ thì cho nên là họ sẽ phải tính sổ trước khi mà Iran có thể đáp trả Đấy, có nghĩa là Israel đã nhận thấy rằng cái vụ đáp trả vừa rồi đã truyền bóng cho Iran một cách mất bóng một cách quá dễ dàng mà không đạt được cái mục đích gì đáng kể cho nên là họ đã lấy lại cái thế chính trị rằng là họ chưa đáp trả hết đâu đúng không ạ cộng với lại cái việc đánh phủ đầu nữa thì cho thấy rằng họ đã bị lỡ bóng rồi đấy còn bây giờ bóng nó ở bên sân của iran và cơ bản thì chúng ta cũng thấy nó bây giờ trung đông nó thành cái sâu bít này đúng không ạ cái sâu bít diễn nó đại khái nó sặc mùi đại khái là lè loẹt và cho bản dân thiên hạ biết chứ còn hai quốc gia này thì thực tế thì họ cũng chả đánh nhau trực tiếp đâu và họ cũng tìm cách để ra vẻ tại đây là đã dạy cho đối phương một bài học chứ còn trên thực tế hai bên đều muốn giảm căng thẳng đúng không ạ Iran thì đã có các lực lượng khác gây tổn thất cho Israel rồi còn Israel thì cũng đang đối phó với lực lượng đấy đủ mệt rồi làm sao mà có thể đấu lại được với Iran bây giờ nữa còn uh, liên quan đến tình hình của Liban thì hôm nay trên mạng người ta đã xuất hiện một loạt các cái thỏa thuận uh, cái văn bản uh, đại khái là như văn bản tạm thời của cái thỏa thuận hòa bình giữa Hezbollah Liban với lại Israel uh, liên quan đến chuyện đàm phán hòa bình À, còn chính phủ của Israel ông Tenantau, Netanyahu thì vẫn nghi ngờ rằng là làm việc với lại những nhóm quân này rất khó để có thể tin được đại khái như vậy nhưng mà trong cái không khí thì tôi cảm thấy rằng Israel cũng đang tìm một cái cách nào đó để xuống thang nhưng mà phải xuống thang với việc là từ giờ trở đi thì lực lượng kháng chiến không làm gì Israel nữa mà tôi nghĩ rằng điều đó chắc chắn Iran sẽ không không chấp nhận đúng không ạ bởi vì cái mục đích của Iran là họ sẽ làm mọi cách để hất cẳng cái sự hiện diện của người Mỹ khỏi khu vực Trung Đông. Đúng ạ? À? Và thậm chí là không còn có thể kiểm soát được Israel nữa. Bởi vì là chỉ có người Mỹ đứng đằng sau thì Israel mới có mối thâm thù đại hận với lại Iran, chứ còn bình thường hai quốc gia này nó có lý do gì để nó phải tàn sát lẫn nhau đâu. Đúng quý vị, tất cả là một bàn tay của thế lực ngoại bang. Vâng, và, và bây giờ tôi mời chúng tôi mời quý vị đến phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây.